CEO Trần Hùng Huy khoe ảnh cận mặt con gái 24 tuổi, cộng đồng mạng thắc mắc về bạn đời của Chủ tịch ACB. Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy mới đây đã chính thức đăng cảnh cận mặt con gái của mình lên Facebook cá nhân khiến cộng đồng mạng chấn động, nhiều người nhận xét cô bé quá giống bố. Tấm ảnh chụp chung của CEO Trần Hùng Huy, CEO ngân hàng ACB bên cạnh một cô gái lạ mặt thu hút sự quan tâm của mọi người. Theo bài viết chia sẻ của CEO Trần Hùng Huy, cô gái này không ai khác chính là con gái của anh. Hai bố con chụp ảnh lưu niệm khi anh đưa con gái nhập học ở nước Anh. CEO Trần Hùng Huy viết, rồi ai cũng sẽ tới hồi xưa. Nhớ hồi xưa lúc ngỡ ngàng dọn vô dorm, ký túc xá, thời còn học ở Anh, đến giờ dẫn con gái đi học cũng vậy, chỉ có ba nó là ngỡ ngàng thôi. Mà sau 24 năm nó lạ lắm, con bé mở điện thoại lên order ào ào xíu là xong, còn lại dư thời gian cho hai ba con lang thang khắp phố sống ảo. Bộ hình con gái chụp ba lang thang trên phố London. Không khó nhận ra, trong ảnh được CEO Trần Hùng Huy chia sẻ, cả hai bố con đều mỉm cười rất tươi nhìn về ống kính. Phía sau họ là hình ảnh cây cầu Tower Bridge, một công trình nổi tiếng và đặc trưng của London, Anh. Mặc dù chỉ ăn mặc gọn gàng, giản dị nhưng thần thái và vẻ đẹp học thức của CEO Trần Hùng Huy cùng con gái lớn khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi. Bên dưới hình ảnh, nhiều netizen để lại bình luận như nếu không đọc status của anh, em cứ nghĩ ảnh này anh chụp cùng bạn gái thời còn là sinh viên. Ba nhìn trẻ như sinh viên năm cuối đại học, hai bố con cười y chang nhau luôn, miệng của hai bố con lúc cười giống nhau quá. Trời ơi, không ngờ ông Huy có con lớn thế này rồi à. Chúc mừng anh Huy nhé, con gái quá xinh và quá giỏi. Ba còn trẻ quá mà con gái lớn thế này rồi. Còn nhớ hồi tháng 8 năm 2023, trong một bữa tiệc thân mật, CEO Trần Hùng Huy đã khoe khoảnh khắc nhảy nhót bên cạnh hai nhân vật đặc biệt kèm theo chú thích, hai đứa con lớn bằng ba. Thời điểm này, anh làm dấy lên nhiều tin đồn là đã có hai con và danh tính của vợ là một ẩn số. Tuy nhiên sau đó CEO Trần Hùng Huy không nói thêm về hai đứa con của mình nên nhiều người nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang nói đùa. Thế nhưng thông qua động thái mới đây, cộng đồng mạng một lần nữa đặt ra nghi vấn về việc người đàn ông này đã có gia đình và hai người con lớn phổng phao. Trần Hùng Huy, sinh năm 1978, là con trai cả ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ngân hàng ACB. Mẹ ông, bà Đặng Thu Thủy, cũng là thành viên hội đồng quản trị ACB. Năm 24 tuổi, sau khi nhận bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Mỹ, ông Huy lén gia đình, nộp đơn thi tuyển làm nhân viên ở ACB. Tới khi được nhận vào làm, Hùng Huy mới báo cho cha mẹ. Trong 3 năm đầu làm việc, ông Huy vẫn chỉ là nhân viên cấp thấp. Với mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học tập, nâng cao trình độ, Hùng Huy quay lại Mỹ, học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate. Đến năm 2011, ông Huy bảo vệ xong luận án tiến sĩ, dốc toàn bộ sức lực gây dựng sự nghiệp của bản thân ở ACB. Năm 2012, khi đang là phó tổng giám đốc ACB, Trần Hùng Huy được lựa chọn là người ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này sau biến cố Bầu Kiên. Ở tuổi 34, ông Huy trở thành người nắm giữ chức chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới nhà băng Việt Nam. Đến nay, chưa ai phá vỡ kỷ lục này của ông. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng Hùng Huy chỉ là lựa chọn tạm thời khi ACB đang khủng hoảng. Nhưng trong những lần đại hội cổ đông tiếp theo, ông Huy vẫn tiếp tục được bầu giữ chức vụ này, một phần do mang lại kết quả kinh doanh khả quan. Theo báo cáo tài chính, năm 2022, ACB ghi nhận lãi trước thuế 17.114 tỷ đồng, tăng 42,6% so với năm trước đó. Kết thúc quý 1 vừa qua, ngân hàng này đạt gần 5.157 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 25% so với cùng kỳ, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh năm 2023. Tại ACB, ông Trần Hùng Huy đang sở hữu 115,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,43% vốn điều lệ ngân hàng. Giá trị tài sản chủ tịch ACB thông qua sở hữu cổ phiếu ước tính khoảng 2.900 tỷ đồng. Ngoài ACB thì ông Trần Hùng Huy cũng có vai trò chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp khác như công ty chứng khoán ACB, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ACB, công ty cho thuê tài chính ACB, công ty cổ phần đầu tư thương mại Giang Sen, công ty cổ phần đầu tư thương mại Vân Môn và công ty cổ phần đầu tư thương mại Bách Thành. Về đời tư, ông Huy rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Đường tình duyên của vị chủ tịch trẻ không được ông chia sẻ trên Facebook. Đến nay, ACB dường như vẫn chưa có phu nhân chủ tịch.